Chejin, nữ thần thanh xuân một thời, ngày ấy bây giờ ra sao? Trong những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000, Chejin là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Cô được xem là mối tình đầu của hàng triệu đàn ông châu Á. Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, Chejin, sinh năm 1979, được khán giả biết đến thông qua các tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Tình yêu trong sáng, Thảo nguyên xanh, Dương môn hổ tướng, Tình trong biển tình và nhiều tác phẩm nổi bật khác. Không chỉ gây dựng sự nghiệp tại Hàn Quốc, Chejin còn tham gia nhiều dự án phim ảnh và show truyền hình tại Trung Quốc. Với vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt, cô nhanh chóng có được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc, trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc thành công nhất khi lập nghiệp tại quốc gia tỷ dân. Tuy nhiên, sự nghiệp của Chejin bắt đầu tụt dốc khi người đẹp đối mặt với một loạt tin đồn về biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt ngày càng sưng phồng khó hiểu. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ tại Trung Quốc, cùng sự giảm nhiệt của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á, khiến vị thế của nữ thần thanh xuân Chejin ngày một phai mờ. Chejin dần mất đi ánh hào quang trong quá khứ, rồi lặng lẽ rời xa làng giải trí. Hai cuộc hôn nhân của nữ thần thanh xuân Chejin. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Chejin bất ngờ xác nhận kết hôn với nam ca sĩ Lee Seung Hwang, người đàn ông lớn hơn cô 14 tuổi. Thời điểm ấy, mỹ nhân tình yêu trong sáng mới chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi và là thần tượng của nhiều khán giả trẻ tại châu Á. Chejin tâm sự, cô đồng ý lập gia đình với Lee Seung Hwang vì ngưỡng mộ tài năng của anh. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không giống khi họ hẹn, họ xuất hiện những bất đồng thế hệ, họ chỉ ở bên nhau 3 năm, rồi thông báo ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Chejin tập trung cho sự nghiệp, đây cũng là thời điểm cô sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội làm việc. Sau một thời gian miệt mài hoạt động ở Trung Quốc, Chejin gặp và yêu người chồng thứ hai, đó là nam diễn viên kém tuổi Cao Tử Kỳ. Năm 2014, cả hai tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Nói về cuộc hôn nhân thứ hai, Chejin khẳng định, cô may mắn tìm được một nửa phù hợp, họ vượt qua những bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ để họ hẹn vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Chejin tin tưởng cô đã tìm được hạnh phúc đích thực, ước mơ về cuộc sống đầu bạc răng long với người bạn đời Cao Tử Kỳ. Chejin tâm sự, cô đến với người chồng thứ hai khi đã ở độ chín của cuộc đời. Về phần Cao Tử Kỳ, nam diễn viên khen vợ đảm đang, mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà. Nam diễn viên còn khẳng định, Chejin chính là một phần đời mình và mãi yêu cô. Năm 2017, Chejin sinh cậu con trai đầu lòng và cũng dần biến mất khỏi làng giải trí. Song, cuộc hôn nhân thứ hai của Chejin cũng không kéo dài. Vợ chồng cô nảy sinh những mâu thuẫn về quan điểm sống, văn hóa. Được biết, nữ diễn viên rơi vào trầm cảm sau sinh và phải đưa con về Hàn Quốc để điều trị. Nhiều nguồn tin cho rằng, hôn nhân của Chejin và chồng ngoại quốc xảy ra lục đục, dẫn tới việc cả hai ly thân. Cuối năm 2020, sau gần một năm đối mặt tin đồn hôn nhân rạn nứt, Chejin mới xác nhận vợ chồng cô đã ly hôn. Chia sẻ trên mạng xã hội, Chejin viết, tôi không muốn giải thích điều gì và cũng chẳng cần sự thấu hiểu nào. Tôi chỉ muốn sống âm thầm và cố gắng hết sức, vui vẻ và nghị lực đón nhận cuộc sống mẹ đơn thân. Năm 2021, Chejin lần đầu nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình và những khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Trong chương trình Cha mẹ đơn thân dũng cảm của Hàn Quốc, nữ diễn viên bật khóc khi lắng nghe tâm sự của những người đồng nghiệp có chung cảnh đổ vỡ hôn nhân, vật lộn với cuộc sống khi nuôi con một mình. Chejin cho biết cô từng có suy nghĩ muốn trốn chạy vì chịu quá nhiều áp lực khi trở thành mẹ đơn thân. Cô thừa nhận, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tuy nhiên, Chejin khẳng định, chính cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đã là động lực mạnh mẽ giúp cô vượt khó khăn, cân bằng bản thân để làm người mẹ tốt. Cô cũng mong khán giả nên có cái nhìn công bằng và động viên với những phụ nữ đơn thân giống như cô, thay vì thương hại hay mỉa mai. Chia sẻ về con trai, Chejin luôn tự hào khi cậu bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện dù thiếu vắng sự chăm sóc của bố. Cô khiến fan rơi nước mắt khi viết trên trang cá nhân về con trai vào ngày sinh nhật của cậu bé. Con là người khiến mẹ cười, khiến mẹ biết trân trọng cuộc sống. Cảm ơn con giống như một món quà đã đến với mẹ. Trên trang cá nhân, Chejin thường đăng tải hình ảnh cuộc sống thường nhật của hai mẹ con tại Hàn Quốc. Cậu con trai là bạn đồng hành của nữ diễn viên xứ Hàn trong các chuyến du lịch hay các sự kiện giải trí hiếm hoi mà cô tham dự. Kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, Chejin cũng dừng hẳn công việc đóng phim. Nữ diễn viên quyết định rời xa làng giải trí đầy thị phi để tập trung cho việc chăm sóc và chứng kiến con trai trưởng thành. Cô cũng tìm được đam mê mới trong cuộc đời, chính là gây dựng một thương hiệu mỹ phẩm riêng. Thương hiệu mỹ phẩm của cô mang tên Huliligu.